Sưởng Đồ Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Dì Lặc Ngũ Tiểu Đứng Trên Bao Tiền Chất Liệu Gỗ Hương Ta. Tác phẩm có mã là 660, có kích thước cao 90, ngang 65 và sâu 46. Một tác phẩm đục rất kỹ và sắc nét, được chế tác từ chất liệu gỗ hương ta. Em sẽ quay cận cảnh để cho các bác ngắm kỹ tác phẩm này hơn ạ. Một tác phẩm mà các bác không thể bỏ lỡ, Phật Di Lặc Ngũ Phúc là biểu tượng cho cuộc sống an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc, và là một vật phẩm phong thủy khi thờ cúng trong nhà sẽ mang lại những điều tốt lành cho gia chủ, gia đạo. Và hiện nay thì Phật Di Lặc đang là một trong những tác phẩm rất là phổ biến và được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng và tìm kiếm để trưng bày ở trong nhà, cửa hàng, văn phòng hay công ty. Một tác phẩm rất là đẹp, được đục canh bông rất là tỉ mỉ từng chi tiết một, từ dây tiền, dây hồ lô hay là những sợi canh bông ở trên gậy như ý hay là các sợi tiền đều được đục rất là tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Tiểu đồng đang kéo xe tiền, tiểu đồng đang ôm hồ lô, hai tiểu đồng thì đang kéo một dây tiền và đứng trên đồng xu. Dì Lặc thì đứng chân cò chân duỗi, đứng trên một túi tiền rất là to, đặc biệt là gánh thêm một cái gậy như ý, đem lại mọi sự như ý, vạn sự bình an cho gia chủ. Còn một tiểu đồng thì đứng trên gậy như ý và kéo một dây tiền rất là to. Một tác phẩm với đầy đủ ý nghĩa phong thủy, phù hợp với rất là nhiều nhà, cửa hàng, văn phòng hay công ty. Tác phẩm này để kèm thêm một cái đôn nữa thì khỏi chê các bác nhé, với kích thước thì rất là phù hợp để rất là đẹp. Phật Di Lặc từ lâu đã được xem là biểu tượng phong thủy số 1 về tài lộc và may mắn. Người ta thờ cúng tượng Di Lặc trong nhà, cửa hàng hay là công ty với mong muốn mang lại tài lộc, công việc thuận lợi và gặp nhiều điều may mắn. Bức tượng Di Lặc Ngũ Phúc có ý nghĩa rất to lớn đối với con người. Ở đó con người có thể cảm nhận được niềm an lạc, hạnh phúc viên mãn, vô lo vô nghĩ. Ý nghĩa của tượng Di Lặc Ngũ Phúc còn biểu tượng cho cuộc sống sung túc, no đủ, niềm hoan hỷ, hạnh phúc. Đó chính là ước muốn của mọi nhà, mọi gia đình và mọi người. Nếu như các bác còn đang tìm kiếm những tác phẩm Dì Lặc để trong nhà thì hãy tìm đến với Xưởng Tượng Gỗ và đến với gian hàng của Xưởng Tượng Gỗ để tham quan gian hàng và để chiêm ngưỡng các tác phẩm mỹ nghệ đẹp. Nếu như các bác là một fan yêu gỗ, đam mê đồ gỗ thì nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tượng Gỗ để bên em sẽ cập nhật những tác phẩm rất là đẹp và tinh xảo để cho các bác chiêm ngưỡng qua những video các bác nhé. Các bác mua hàng có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Đặc biệt là xem xong video, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tượng Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em. Cảm ơn các bác rất nhiều.